Liên quan đến vụ người đàn ông nằm ngủ trên vỉa hè bị xe tải cán tử vong, ngày 16 tháng 3, một nguồn tin xác nhận, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Dĩ An tỉnh Bình Dương đã tìm được tài xế và chiếc xe tải liên quan. Theo đó, sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường và trích xuất camera trên tuyến đường DT743, tới chiều ngày 15 tháng 3, công an đã xác định được chiếc xe tải nên tiến hành làm việc với nhà xe, qua đó xác định được tài xế là nam thanh niên 25 tuổi quê An Giang. Công an đã vận động gia đình kêu gọi thanh niên này ra trình diện trong chiều cùng ngày. Bước đầu, tài xế này khai nhận, trong lúc ôm cua quay đầu, có nhìn thấy một vật màu đen dưới vỉa hè, nhưng nghĩ là bao rác và không nghĩ lại có người nằm ở đây. Cùng với đó là do ôm cua bị lố, vướng cây xanh bên phải và tập trung chú ý xe phía sau nên không nhìn kỹ phía trước. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế vẫn cho xe đi bốc hàng, giao hàng rồi chạy xe về bãi đậu cho tới khi công an tìm đến. Qua kiểm tra thì người này không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy. Cũng trong tối ngày 15 tháng 3, thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Nạn nhân là người đàn ông 38 tuổi, quê Đắk Lắc. Anh này bị bệnh, bỏ nhà đi lang thang hơn 10 ngày nay. Gia đình tìm kiếm nhiều nơi trên Đắk Lắc nhưng không có kết quả. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra.